ca sĩ mạnh quỳnh cho biết từ khi ca sĩ phi nhung mất người hâm mộ cô dành nhiều tình cảm cho anh nhưng cũng có lúc đẩy anh vào tình huống tồi tệ ca sĩ mạnh quỳnh khẳng định anh đã lặng thinh một năm nay kể từ ngày ca sĩ phi nhung qua đời tuy nhiên anh càng im lặng nhiều người càng làm tới chửi bới anh thậm tệ ca sĩ mạnh quỳnh cho biết khi ca sĩ phi nhung qua đời anh cũng thấy đau khổ mất mát bởi Phi Nhung không chỉ là người song ca ăn ý trên sân khấu mà còn là một người bạn rất thân trong cuộc sống. Anh cũng hiểu tình cảm và cả mất mát của nhiều khán giả, những người yêu mến Phi Nhung khi cô qua đời. Sau đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận được nhiều lời đề nghị song ca với các giọng nữ khác. Tuy nhiên, khi anh song ca với bất cứ ai, anh và ca sĩ đó đều trở thành đề tài bị chỉ trích. Tình trạng này đã diễn ra suốt một năm nay. Ban đầu, anh cũng chọn cách im lặng vì cho rằng nếu mình không quan tâm hay chỉ một thời gian sau, nói chán người ta sẽ không nói nữa. Ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết thêm, tuy nhiên đến nay tình trạng đó vẫn tiếp diễn và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi cũng như gia đình. Người thân hỏi tôi sao xưa giờ làm nghề, không có điều tiếng gì mà nay lại có nhiều thị phi đến thế. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao. Bên cạnh đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết, khi Phi Nhung qua đời, còn một số việc chưa hoàn thành như xây trường Việt ngữ ở Mỹ, giúp chùa và hướng dẫn cho hai con nuôi theo nghề hát là Hiên Ngân và Tiết Nhung. Ca sĩ Mạnh Quỳnh khẳng định, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nguyện vọng của Nhung. Tôi cũng muốn nói rõ, tôi sẽ giúp Nhung hỗ trợ các con nuôi của cô ấy theo khả năng, chứ không phải hai cô ấy chăm sóc các bé. Tôi cũng có gia đình và cuộc sống của mình, tôi chỉ làm được đến đâu, tốt đến đấy mà thôi nhiều người buộc tôi phải hai phi nhung chăm lo cho các con của cô ấy tôi nói thật tôi không làm được nhưng tôi sẽ cố gắng giúp các bé trong điều kiện của mình nếu các bé cần